với con nông dân mình nha. Thì ổng gài thì cũng nhiều nhà vườn trồng chanh. Thì cũng có hỏi Nam là năm nay á thì chanh mình sẽ làm cái làm bông á thì giai đoạn nào. Thì hôm nay sẵn video này thì Nam cũng chia sẻ với tất cả mọi người luôn là về cái ngày tháng để mình làm bông chanh để mình canh mình bán cho tháng chạp, có thể là tháng chạp nè, tháng giêng, tháng hai để cho nó có giá. Thì cây chanh thì quý bà con nông dân mình biết rồi, thì hàng năm thì Nam sẽ tiến hành làm là khoảng đầu tháng 7 và tháng 8. Thì đầu tháng 7 có thể là chúng ta xúc tiến chúng ta làm, và có thể là đầu tháng 8 tùy theo nhà vườn. Thì cái đó thì cũng tùy vào cái miếng vườn mà quý bà con nông dân của chúng ta chăm sóc nó được tốt hay không. Như chẳng hạn có thể là cây nó chưa đủ cái bộ lá và cây chưa đủ xanh thì có thể là tháng 8 chúng ta làm. Còn nếu mà trong cái quá trình giai đoạn này cây của chúng ta nó đang hiện tại giờ cái tình hình là cây chúng ta nó đang khỏe, nó đang đủ bộ lá, cây nó xanh thì giai đoạn này chúng ta sẽ xử lý, chuẩn bị xử lý làm bông. Thì năm nay á thì Nam làm theo kiểu hình thức là không cần gãy lăng. Nếu mà gãy lăng á thì nó cần phải có cái thời gian gọi là cây chanh nó sẽ hấp thu. Thì quý con nông dân mình biết là lăng hiện tại giờ trên thị trường hầu như là những cái dòng lăng khó tiêu. Khi chúng ta gãy thì tầm khoảng từ 20 cho đến 25 ngày sau cây chanh nó mới hấp thụ được cái lượng lăng này. Thì nhằm làm như vậy thì khi mà nó hấp thụ trễ như vậy thì nó dẫn đến tình trạng là gì, cây của chúng ta phân hóa mầm hoa nó rất là trễ, nó lên cái lượng mầm nó rất là trễ với con. Thì năm nay Nam áp dụng theo kiểu hình thức là làm y gan như cam sành. Thì quy trình làm như thế nào thì ngày hôm nay thì sẵn đây thì Nam cũng chia sẻ những cái gì mà Nam biết thôi, gửi đến tất cả quý con nông dân của chúng ta. Thì hiện tại giờ thì cũng có 2-3 vườn thì bắt đầu là mấy ảnh cũng chuẩn bị làm với bên Nam, là hình thức là năm nay mấy ảnh nói là năm nay anh sẽ áp dụng theo cái công thức của cưng. Tại vì anh thấy là khi mà anh gãy lăng vô rồi á thì thứ nhất á là đắc chua mà gặp lăng chua nữa thì nó dẫn đến là sức khỏe của cái cây. Thứ hai nữa anh nói là lăng á, thì gãy vô á, thì nó lâu tan quá, cây của anh hấp thụ cũng rất là chậm, cái lượng bông mà nó ra cũng nói chung là cũng không được nhiều đó. Thì năm nay Nam có chia sẻ dẫn về một cái quy trình xử lý làm bông chanh của năm 2023 và năm 2024 này. Thì trước tiên thì Nam sẽ cho tưới cái 10-60-10 cộng với cái lăng 89 nha mọi người. Đối với trường hợp á, cái cây chanh thì Nam sẽ lấy cái lăng 89, một gói lăng 89 Nam cộng cho cái hộp 16 10 10 1 ký. Thì gói lăng này nửa ký nha quý con. Lăng này là lăng 89 nè, để mình quay ngược cho quý con nông dân mình xem nè. Đây là lăng 89, đây là lăng gọi là lăng tinh thiết. Ở đây thì mình có chia sẻ với mọi người luôn. Đây là một trong những cái gọi là dòng lăng tinh thiết chứ không phải là lăng mà dạng lăng chung quy lượng là riêng. Còn này là lăng tinh thiết là gì? Là khi mà quý con nông dân của mình đó mở ra đi, mở ra thì mình sẽ thấy một điều là gì, giống hệt như đường cát mà nó bị nước, mà nó có một miếng nước vô dữ không, nó tan nó chảy bóp nhẹ nhẹ vậy nè. Đây là cái dòng lăng tinh thiết. Thì lăng tinh thiết á, là một trong những dòng lăng cao cấp trên thị trường. Là cái gói này là cái gói nửa ký, nhưng mà quý con nông dân mình biết đó là lăng này là H3PO4, lăng tinh thiết. Ở sau lưng nè quý con, ở sau lưng này có nè, lăng tinh thiết. Thì một một hộp 16 10 10 1 ký nè, thì Nam cộng với một gói lăng 89 thì Nam sẽ pha là cho cỡ tứ cho khoảng 3 35 cho đến 40 gốc chanh tùy theo tuổi nha quý con. Nếu mà trường hợp cây mà tuổi già như chẳng hạn là cái vườn của ông anh vừa rồi á, thì cây cây nói chung là cũng hơi to hơi bự, cây chanh không hạt các quý con, hoặc là chanh bông tím gì mình tưới vẫn được. Thì cây của anh thì khoảng 3 4 năm rồi thì năm cho tưới là khoảng 35 cho đến 40 gốc cho 1 kg 16 10 10 và một gói lăng. Đó, tứ là khi nào? Tứ là khi giai đoạn lá lụa các quý con, hay còn gọi là lá bắn tẻ đó, thì bắt đầu là tiến hành mình sẽ tưới tưới cái 16 10 10 cộng với cái gói lăng này là pha dùm cho Nam là cỡ khoảng 350 lít nước hoặc là 400 lít nước tùy theo cái chúng ta tưới 35 hay là 40 gốc. Nếu mà trường hợp chúng ta tưới 35 gốc thì chúng ta pha dùm cho Nam một cái bộ này là 350 lít nước.
thì bắt đầu chúng ta tưới một gốc là 10 lít nước. Tưới là tưới hình thức như thế nào? Tưới quý bà con nông dân của chúng ta cứ ụp vô ngay chỗ cái cổ rễ dùm cho Nam, 10 lít nước cho một gốc nha quý vị con, 10 lít nước cho một gốc. Rồi khi mà chúng ta tưới xong rồi thì bắt đầu là gì, tới cử gọi là phun phân hóa mầm hoa, hay là còn gọi là phun, nôm na là bà con nông dân mình gọi là phun tạo mầm á, phun tạo mầm. Thì cách bao nhiêu ngày, cách cỡ khoảng tầm khoảng từ 7 đến 8 ngày, 10 ngày. Trong cái giai đoạn này thì nếu mà trường hợp chúng ta canh cái thời gian, trường hợp thời gian nó nắng gắt lên là chúng ta xịt tầm khoảng từ 6 đến 7, 8 ngày, 9 ngày gì cũng được hết. Nhưng mà quý bà con nông dân mình để ý nha, khi mà tưới cái sản phẩm của Nam 10, 60, 10 và lăng 89 này thì quý bà con nông dân mình sẽ cảm nhận một cái vấn đề là gì? Bộ lá nó rất là xanh. Bộ lá nó rất là xanh. Tại vì Nam đã áp dụng rồi, Nam làm rồi. Cái bộ này nè, Nam tứ chanh. Trong vòng khoảng 7 ngày sau khi mà quý bà con nông dân của mình tưới, 7 ngày sau sẽ thấy một cái hiện tượng đó là gì? Cái lá chanh nó xanh đậm. Nó xanh đậm. Tại sao? Đây là cái dòng gọi là cái dòng mà hấp thu nhanh, cái dòng lăng mà lăng dễ tiêu, hấp thu rất là nhanh. Khi mà chúng ta tưới vào trong cái hệ rễ là rễ cây của chúng ta bắt đầu là nó hút liền, đưa lên lá liền để nó tạo được cái lượng mầm, bởi vì do gì? Lá nó rất là xanh. Đó, xanh. Thì khi mà chúng ta tưới xong rồi thì 7 đến 8 ngày, 10 ngày nha quý con. Thì trong khoảng khung thời gian này nè thì chúng ta sẽ phun tạo mầm. Phun tạo mầm thì sẽ phun như công thức như thế nào? 1 kg MKB. Cử đầu tiên thì Nam sẽ pha là 1 kg MKB. 1 MKB cộng cho 1 kg 6 30 30 và cộng cho một gói lăng. Ở đây thì Nam không có cái hộp 6 30 30 rồi. Thì chắc lẽ là quý con nông dân mình biết rồi. Thì 1 kg MKB cộng cho 1 kg 6 30 30 thêm một gói lăng 89 pha dùm cho Nam mùa mưa, pha dùm cho Nam cỡ khoảng 250 lít nước nha quý con. Thì một bộ đó là pha khoảng 250 lít nước phun cái cử đầu. Rồi bắt đầu là phun ướt ngoài lá và phun ướt mặt dưới luôn dùm cho Nam, phun thiệt là kỹ, phun tạo mầm. Quý bà con nông dân của chúng ta phun làm sao phải cho nước nó nhiễu lợp đợp xuống thì cái hiệu quả nó rất là cao. Rồi khoảng 7 ngày sau chúng ta sẽ phun cử 2. Cử 2 thì gồm có là gì? Là 1 kg MKB 7 ngày sau nữa quý con. 1 ký lăng, một gói lăng 89 cộng thêm một hộp 10-60-10. Một hộp 10-60-10 và cộng vô cho Nam thêm một chai chặn đọt. Giai đoạn này mùa mưa nghe quý con, năm nay Nam sẽ cộng vô cái chai chặn đọt để ém lại cái lượng đọt, không cho nó xì đọt. Là nghĩa là sao? Cử 1 là chúng ta sẽ phun 1 kg MKB cộng cho 1 kg 6 30 30 cộng cho một gói lăng là pha dùm cho Nam là 250 lít nước. 7 ngày sau chúng ta sẽ phun loại cử 2. Cử 2 thì gồm có là gì? 1 kg 10-60-10 cộng cho một gói MKB cộng cho một gói lăng 89 và thêm một chai chặn đọt pha dùm cho Nam là 250 lít nước. Đó là cái cử 2. Rồi 7 ngày sau chúng ta sẽ phun cái cử 3. Tại vì sao? Năm nay mưa nhiều, phun cử 3 cho an toàn nghe quý con, để cho nó tăng được cái hiệu quả, gọi là gì? Tăng được cái lượng mầm ở trong cái cây chanh nó lên. Khi mà chúng ta xịt hai cử, mà trong cái quá trình xịt hai cử này mà gặp mưa kéo dài thì cái cây của chúng ta nó sẽ hấp thu cái lượng mầm rất là yếu, thành ra là chúng ta phải phun thêm dùm cho Nam cái cử 3. Cử 3 thì gồm có gì? 1 kg MKB cộng cho hai gói lăng. Cái cử quyết định nghe quý con, cái cử 3 là cái cử quyết định. Nam cộng là tới 1 kg lăng lận, mấy cử trước là có nửa ký à, nhưng mà cái cử 3 này là 1 kg MKB cộng cho 1 kg lăng 89 cộng thêm 1 kg 10-60-10 10-60-10 cộng thêm một chai chặn đọt dùm cho Nam là 4 4 loại pha dùm cho Nam là 250 lít nước luôn. Thì khi mà chúng ta phun cái cử cử 3, phun tạo mầm cái cử 3 rồi thì quý bà con nông dân mình để ý đi. Cái lá bắt đầu nó có hiện tượng là gọi là nó mo. Cái lá chanh á, nó mo. Cái lá chanh thường của mình là nó sẽ như thế này. Nó như thế này, khi mà mình xịt tạo mầm bắt đầu cái lá chanh nó mo lên vậy nè, nó dũng vô vậy nè, quý con, nó dũng vậy nè. Thì giai đoạn này là cái giai đoạn gọi là nó đã vô được cái lượng mầm. Cái yếu tố để chúng ta nhìn cái mầm nó là vậy. Thứ nhất là nhìn vào cái màu lá, nó phải mo như thế này, nó cái lá của mình nó gì. Nhưng mà mình khi mà mình xịt tạo mầm vô cái lá nó phải dũng vô vậy nè, nó dũng vô. Rồi, mình bóp cái lá, mình bóp bóp cái lá nó có cái độ nhám.
cái độ nhám và cái nách lá, mình phải giặt cho mình coi cái nách lá, nó sẽ có u lên, u tròn lên, đó là cái lượng mầm. Thì khi mà chúng ta xịt cái cử ba xong rồi, đó là cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn tạo mầm hoa. Tạo mầm hoa thì khi mà cây chanh á thì chúng ta cần phải phá lá, nhưng mà ở đây thì Nam sẽ phá rất là nhẹ, hình thức là phá 1/3 của cái cây chanh mà thôi, để cho nó rụng một cái tầng lá bên dưới, để thứ nhất là gì, tạo sự thông thoáng, ít khi bị bệnh cho cái cây chanh. Thì chúng ta sẽ xịt là xịt cái gì, xịt đó là Nam sẽ cho xịt là 1 hũ phá lá cộng cho 1 kg MKB, pha dùm cho Nam là 150 lít nước. 1 hũ phá lá cộng cho 1 kg MKB hoặc là 1 kg 10 60 10 vẫn được, hiểu không? 1 hũ phá lá cộng cho 1 kg MKB hoặc là 1 kg 10 60 10 phá lá dùm cho Nam. Rồi phá lá xong rồi bắt đầu là gì? Gãi phân, rước bông, rồi bắt đầu kéo bông. Thì nữa Nam sẽ làm một cái video vấn đề là kéo bông và đậu trái nha quý con. Video này thì Nam chỉ làm là hình thức là gì, tạo mầm hoa, phân hóa mầm hoa cho cái cây chanh không hạt và cái cây chanh bông tím nữa quý con. Thì giai đoạn này thì bắt đầu là chuẩn bị một số nhà vườn, thì bắt đầu là giai đoạn này cũng xúc tiến rồi nè, xúc tiến để chúng ta xử lý làm bông chanh. Thì sẵn cơ hội đây thì Nam cũng chia sẻ cái quy trình gửi đến tất cả quý con nông dân của chúng ta, để quý con nông dân của chúng ta làm bông vào cái tháng mùa mưa này cho nó đạt cái hiệu quả nha. Tại vì năm nay là theo như Nam biết á, là năm nay là cái lượng mưa sẽ về trễ, thì nó sẽ dính vô cái giai đoạn chúng ta làm bông chanh và giai đoạn đang ra bông và xả nhị rất là cao. Thì tới từng bước thì giai đoạn này thì Nam chỉ làm cái quy trình xử lý làm bông chanh thôi, còn sắp tới đây thì Nam sẽ làm những cái clip về cái vấn đề là kích bông nè, rồi đậu trái, nuôi trái như thế nào nữa con. Thì thôi thì Nam cũng kết thúc video tại đây. Thì quý con nông dân chúng ta nhớ đăng ký kênh để ủng hộ giùm cho Nam, để Nam ra những cái video bà con nông dân mình sẽ thấy liền để mình xem, để mình áp dụng trên cái nhà vườn của mình nha.